cơ bản là cái cây này nó có cái chất tannin. Tannin này thì nó diệt khuẩn và nó sẽ làm se da lại, và nó sẽ làm trị được những tất cả các bệnh ngoài da, rất là tuyệt vời luôn. Đây là xem là một cái bài thuốc rất là thần sầu về trị cái những cái bệnh ngoài da, mề đay mẩn ngứa rồi rất là nhiều, mình kể không hết đâu, những cái bệnh ngoài da rất là nhiều. Bài thuốc này đáng để lưu đến mãi mãi hơn các chị mình ha, để cho các anh chị mình có thể sử dụng để trị được tất cả những bệnh ngoài da cho các anh chị mình. Mình tạm gọi đây là bài thuốc vua để trị bệnh ngoài da. Nói về bài thuốc trị bệnh ngoài da thì đây là bài thuốc vua. Xin chào các anh chị, thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ với các anh chị mình một cái bài thuốc rất là thần kỳ, rất là thần sầu để nó trị được cái bệnh ngoài da. Bài thuốc này nó có thể trị được hầu hết những cái bệnh ngoài da, ví dụ vẩy nến nè, hắc lào, lan ben, lát, rồi nắm móng tay móng chân, rồi nước ăn chân, rồi nói chung là những cái bệnh ngoài da, ví dụ như là mề đay mẩn ngứa, rồi viêm nang lông. Cái bệnh viêm nang lông này bữa giờ có một số bạn nhờ Hải chia sẻ bài thuốc trị viêm nang lông, thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho các chị mình một cái bài thuốc rất đơn giản mà rất là hiệu quả luôn đó. Rồi nói chung là rất là nhiều cái bệnh ngoài da, rồi chúng ta bị nấm da đầu, rồi bị ngứa da đầu đó, lan ben rồi đó, thì nó cũng trị được hết luôn bác chị mình. Và đó là cái loại cây gì mà nó lại hay như vậy? Nó sau lưng mình nè các anh chị, các anh chị mình nhìn cái cây, các anh chị mình nhận ra cây gì không ạ? Mình sẽ cho các anh chị mình xem cận cảnh ha. Thì ở đây này các anh chị, các anh chị nhận ra đây là cây gì chưa? Cây này thì bự lắm các anh chị mình. Cái cây này là cây thân gỗ. Nếu mà nó lớn lên nó đạt cái thân của nó đạt cái đường kính khoảng 2-3 mét cũng có. Lá của nó đây, các anh chị mình mà nhận ra đây là cái cây gì chưa? Đây là cái cây xà cừ các anh chị mình ha. Cây xà cừ, các anh chị mình nghe tủ cẩn xà cừ, rồi giường cẩn xà cừ, rồi u quăng cẩn xà cừ, rồi nói chung thì rất là nhiều cái cẩn xà cừ. Thì đây là cây xà cừ. Hôm nay mình sẽ cho các anh chị mình thêm một cái tên của nó rất là đặc biệt luôn đó. Thì cây xà cừ này nó còn có tên là cây sọ khỉ hoặc là cây xà cừ. Ngoài ra thì theo có một cái tờ báo của Dân Trí á, thì phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Chu Quốc Cường á, thì ông là giám đốc của một cái bệnh viện y học cổ truyền, thì ông nói là cây xà cừ này nó còn có tên là cây lim trắng. Đường nào dù các anh chị mình chỉ nghe là cây lim sẹt, lim xanh. Đây là cây lim trắng các anh chị mình ha. Đây là cái thông tin của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Chu Quốc Cường mà một tờ báo Dân Trí đã đưa ra. Thì mình cứ gọi là cây xà cừ. Còn cây sọ khỉ thì sao? Cái cây này sau này nó lớn á, cái đường kính cái cây này hiện tại thì nó có hơn 100 cm thôi. Thì sau này nó lớn, cái đường kính của nó là nó tầm khoảng bề ngang á, nó khoảng đường kính á, đường kính là hết bề ngang cái cây á, là nó khoảng 1 mét hoặc là 2 mét. Thì những cái vảy của nó nè, những cái vỏ của nó bong ra mà nó bự bự gì vậy? Bong ra mỗi bông là mỗi vảy là lớn gì nè, nó vảy ra thì nó sẽ tạo thành một cái lõm lõm khuyết khuyết vô, nó giống cái sọ khỉ, thì người ta gọi nó là cây sọ khỉ. Như vậy thì mình cũng hiểu sơ vậy thôi. Rồi cây này thì nó có tên khoa học là Khaya senegalensis, cây xà cừ mình ha, và nó họ là họ xoan. Thì từ nào giờ các anh chị mình chỉ biết rằng cây xà cừ này để mà chúng ta có thể làm gỗ, lấy cái lõi của nó trồng già đi là lấy cái lõi của nó làm gỗ thôi. Nhưng hôm nay Hải muốn chia sẻ của anh chị mình là một cái bài thuốc rất tuyệt vời, hai cái bài thuốc rất tuyệt vời từ cây xà cừ này. Đó, bộ phận dùng của cây xà cừ này để làm thuốc là cái vỏ và cái lá, hai của anh chị mình ha, vỏ và cái lá như thế này. Đó, nhưng mà những bài thuốc này lại rất là tuyệt vời nữa chứ, cho nên không có thể bỏ qua được, cho nên Hải mới quyết định chia sẻ của anh chị mình ha. Thì cái cây xà cừ này cái mùa ra hoa của nó đó là vào tháng 5 đến tháng 7, và khi mà nó đậu quả đó thì vào tháng 8 đến tháng 10 thì nó sẽ có quả. Đó, bộ phận dùng của nó thì là vỏ nè, hoa nè, vỏ rồi lá nữa, có hoa nó cũng sử dụng được các anh chị mình ha. Đó, thì tính vị của cái cây xà cừ này á là nó có tính vị là chát và đắng. Đó, nó dùng để điều trị những cái bệnh ngoài da đó.
vì nó có cái chất là tannin, tannin đó. Còn đó là vỏ của nó thì trị bệnh ngoài da, còn hạt của nó đó thì dùng để thuốc cá, nó gây cá say. Còn cái lá của nó là dùng để trị xương đau. Và đây là những cái bài thuốc gọi là rõ ràng để cho các anh chị mình. Thì để có bài thuốc thì Hải sẽ dạt một ít vỏ để Hải chia sẻ bài thuốc cho các anh chị mình ha. Cái cây sà cừ đây khi mà mình dạt một vỏ nó thì nó sẽ mau lành lại lắm. Mà các anh chị mình biết sao, khi mà cái bài thuốc mà mình dạt vỏ đó, thì mình dạt vỏ mình là nấu thuốc một lần thì mình có thể xài đến khi nào mà mình hết bệnh thì thôi, chỉ cần một lần thôi. Cho nên mình không có sợ cái cây sà cừ nó chết ha. Thì mình vạt bớt cái vỏ. Đó. Thì cái vỏ thì mình vạt như vậy nè các anh chị. Đó. Vạt như vậy thì cái này mai mốt thì nó sẽ kéo ra lại thôi. Rồi ha. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái bài thuốc từ cái vỏ này, rất thần kỳ luôn. Rồi xin mời các anh chị. Khi mà các anh chị mình bị trạch chân trạch tay, chúng ta bị sưng khớp ha, nói chung chúng ta bị bong gân trạch tay trạch chân, gân sưng ở khớp, thì chúng ta sử dụng cái bộ phận là cái lá của cây sà cừ này. Thì cái lá này thì các anh chị mình bẻ cái lá non giống như cho Hải nè, cái lá non vậy ha. Thì các anh chị mình bắt đầu xúc ra như thế này ha. Rồi các anh chị mình giả nát đi, giả cho nát ra. Xong các anh chị mình lấy một ít rượu, rượu gạo lò nấu á, rượu đế á, mà nó độ 30 đến 35 độ á. Các anh chị mình chế vào cái lá mà chúng ta đã đâm nát rồi đó, chế vào cho nó sạch sạch. Xong các anh chị mình cố định vào cái chỗ mà chúng ta bị sưng đau. Đó, sưng đau ha, thì nó sẽ giảm sưng chúng ta rất là tuyệt vời. Đó. Sau 3 4 tiếng đồng hồ sau thì chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta để trống cho cái chỗ chúng ta, cái chỗ sưng chúng ta khoảng 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ cho nó thoáng mát đi. Xong các anh chị mình tiếp tục bỏ lần thứ hai thì nó sẽ giúp chúng ta giảm đau giảm sưng rất tuyệt vời từ cái lá sà cừ này ha. Đó, thì sà cừ này thì chúng ta chỉ sử dụng ngoài thôi của anh chị mình, chúng ta sẽ không sử dụng trong nữa ha. Rồi đó là cái phần lá để chúng ta trị sưng đau. Khi mà của anh chị mình bị nè, thứ nhất là tổ đĩa nè, thứ hai là bị viêm nang lông, rồi bị nắm móng tay móng chân, rồi bị mắm khóe tay rồi đó, rồi bị mũ khóe tay. Người mà hay đi lấy khi mà móng tay chúng ta ra nó bị cắn khóe đó, nó có mủ, rồi móng chân rồi đó, rồi bị viêm da cơ địa, rồi bị tổ đĩa hắc lào lan ben vẫy nến đó, thì chúng ta sử dụng được luôn. Rồi ghẻ lở, nói chung là tất cả những bệnh ngoài da thì chúng ta sử dụng cái phần vỏ của nó mà như thế này ha. Thì cái vỏ này thì về của anh chị mình là đem về giặt mỏng ra, xong mà bỏ vào một cái nồi. Cái liều lượng của nó thì theo cách của dân gian thì người ta ước chừng thôi. Nhưng ở đây á, thì Hải chia sẻ của anh chị mình là cái liều lượng cho nó chính xác, cho nó dễ làm. Ví dụ của anh chị mình lấy cho Hải là 2kg vỏ như thế này. Vỏ này nó nặng lắm, của anh chị nó nặng lắm. Thì 2kg nó không có nhiều đâu. Giặt 2kg cái vỏ này, 2kg ha. Giặt mỏng ra, bỏ một cái nồi. Đó, bỏ một cái nồi. Thì của anh chị mình là đổ cho Hải là khoảng 4 lít nước. À, 4 lít nước, nói chung là đổ cho nó ngập. Nó ngập cái dược liệu lên khoảng bao cao như thế này. Đó, dược liệu nằm dưới này thì nước nằm trên này. Vậy ha. Đó. Thì của anh chị mình nấu sắc lại cho Hải còn khoảng 3 lít. Nấu sắc lại cho Hải còn phải 3 lít ha. Đó. Thì chúng ta sẽ để cho nó nhắc xuống và chúng ta sẽ chắc lấy cái nước ha. Và cái phần dược liệu này chúng ta sẽ bỏ đi. Sau khi chúng ta đã có cái nước rồi, lúc đó cái nước nó vàng đỏ rồi. Đó, thì chúng ta sẽ để cho nó nguội bớt ở nhiệt độ thích hợp khoảng 30 đến 35 độ. Thì các anh chị mình, nếu chúng ta bị bàn tay bàn chân thì chúng ta sẽ ngâm vào khoảng chừng 5 đến 10 phút thì chúng ta sẽ lấy lên ha. Chúng ta sẽ lấy lên. Nếu chúng ta bị ở những cái phần ngoài da thì chúng ta sẽ dùng một cái khăn, chúng ta sẽ nhúng vào và chúng ta sẽ lao vào, nhúng vào đó và chúng ta sẽ nhắc bớt nước đi và chúng ta sẽ đắp lên cái chỗ, lấy cái khăn đó đắp lên cái chỗ mà chúng ta bị ngoài da. Cái đầu cũng vậy, thì chúng ta sẽ đắp lên cái đầu khi mà chúng ta bị viêm da đầu, rồi vẩy nến, lở ngứa da đầu, thì chúng ta cũng lấy cái khăn á, nhúng vào cái nước đó và chúng ta chỉ dắt bớt đi và chúng ta sẽ chùm lên cái đầu từ 5 đến 10 phút sau thì chúng ta sẽ lau lại. Nhớ là chúng ta sẽ lau lại khô cái chỗ mà chúng ta mới nhúng hoặc là mới ngâm, lau khô.
rồi trong vòng khoảng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ sau chúng ta không có đụng nước vào cái chỗ đó, vị trí đó. Để 1 đến 2 giờ đồng hồ sau rồi chúng ta mới rửa nước trở lại. Đó. Hoặc là khi mà các bác anh chị mình á, nhúng vào từ 5 đến 10 phút xong, các bác anh chị mình có thể lấy lên và lau cho nó ráo đi. Và chúng ta có thể lấy dầu dừa chúng ta thoa vào. À. Nói chung là mỗi vùng miền nó có những cái cách làm khác nhau. Có những vùng miền á, khi mà đang nấu cái vỏ này, người ta có thể bỏ thêm vài hạt muối hột vào. Có thể là cái liều lượng hồi nãy á, Hải chia sẻ của chị mình á, thì người ta sẽ bỏ một nắm muối hột vào để cho nó có tính sát trùng hơn nữa. Nhưng á, khi mà chúng ta vết thương lở loét á, thì chúng ta bỏ muối vào á, thì cái này nó căn bản nó đã chua chát rồi, đắng chát rồi, nó chát thì nó sẽ diệt trùng rồi. Khi bỏ muối vào nó mặn á, thì đôi khi cái nó làm cho vết thương chúng ta nó bị rát, rát hơn. Cho nên nếu như các bác chị mình muốn bỏ thêm muối cũng được, còn không bỏ cũng được. Với cơ bản là cái cây này nó có cái chất tannan. Tannan này thì nó diệt khuẩn và nó sẽ làm se da lại, và nó sẽ làm trị được những tất cả cái bệnh ngoài da rất là tuyệt vời luôn. Đây là xem là một cái bài thuốc rất là thần sầu về trị cái những cái bệnh ngoài da mề đay mẩn ngứa rồi rất là nhiều, mình kể không hết đâu, những cái bệnh ngoài da rất là nhiều đó, trừ cái bệnh dời leo thôi với lại zona thần kinh thôi, trừ hai cái bệnh đó ra. Còn những cái bệnh ngoài da thường thì thông thường thì cái vỏ cây của cái cây sà cừ này, cây lim trắng này, nó có thể sử dụng được hết để trị được, rất tuyệt vời đó. Thì cô bác chị mình sau khi mà chúng ta làm lần đầu, cái nước đó chúng ta không có bỏ nghe, cái nước đó cô bác chị mình để đó, sáng chúng ta làm đúng không, chúng ta để đó, chiều chúng ta hâm nóng lại, hoặc là trưa chúng ta hâm nóng lại xong rồi để cho nó ấm ấm á, bắt đầu làm tiếp, rồi để đó, rồi chiều chúng ta hâm nóng cái nước đó lại, rồi chúng ta làm tiếp, và chúng ta làm 5-7 ngày vẫn một cái nước đó, có nghĩa là chúng ta chỉ nấu một lần thôi, và chúng ta làm đến 5-7 ngày, khi nào hết bệnh chúng ta sẽ bỏ cái nước đó. Còn nếu mà cô bác chị mình qua 3-4 ngày sau cô bác chị mình muốn làm cái khác á, thì cô bác chị mình bỏ cái nước đó rồi chúng ta dạt cái khác chúng ta làm đó. Còn cái nước đó chúng ta sử dụng vẫn được thôi, không có gì hết, chúng ta bảo quản nơi thoáng mát thì nó cũng không có hư đó. Như vậy thì chỉ cần một lần làm thôi là nó sẽ trị được cái bệnh của anh chị mình nè, rất là tuyệt vời luôn. Bài thuốc này thì là rất là dân gian luôn, được dùng trong phạm vi nhân dân. Các anh chị mình biết không, ở dưới thành phố đó mà người ta có những người ta biết bài thuốc này nè, rồi những cái cây sà cừ ở dọc đường đó, ở gọi là cây xanh đó, ở dọc đường đó, người ta dạt đó, rồi mấy cái công ty cây xanh đó, người ta rất là bực mình bởi vì nó rất là hay đó. Như vậy ha các anh chị mình ha. Rồi thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong các anh chị mình những cái công dụng rất là tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Bài thuốc này đáng để lưu đến mãi mãi hơn các anh chị mình ha, để cho các anh chị mình có thể sử dụng để trị được tất cả những bệnh ngoài da cho các anh chị mình, mà nó công dụng cực kỳ cao như các anh chị mình ha, không phải là giỡn chơi đâu, rất là cao, công dụng này rất là cao. Các anh chị mình chỉ sử dụng một lần thôi là các anh chị mình sẽ hiểu rằng bài thuốc này nó thần sầu đến cỡ nào. Mình tạm gọi đây là bài thuốc vua để trị bệnh ngoài da. Nói về bài thuốc trị bệnh ngoài da thì đây là bài thuốc vua các anh chị mình ha, rất tuyệt vời. Và đau sưng thì các anh chị mình đừng quên lấy cái lá non của nó đắp ha, nó giảm sưng rất tốt luôn. Rồi thì video Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì Hải luôn đi tìm những cái bài thuốc dân gian rẻ tiền dễ làm như thế này để mong là chia sẻ đến các anh chị mình, để có một cái phần nào nó đóng góp cho các anh chị mình, cho các anh chị khắp miền ở Tổ quốc, ở nơi, ở khắp nơi, để có những cái bài thuốc để tham khảo. Thì những cái bài thuốc ngoài da này thì các anh chị mình cứ sử dụng thôi, không cần hỏi cái gì hết. Các anh chị mình bị bệnh ngoài da thì sử dụng thôi. Rồi, thì cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.